giống như cái bông sen vậy hả? Hả? Cây này cô chú, cây trà bá hình luôn à, thành một cái đập. Và đặc biệt ở đây cô chú nhìn thấy những cái tảng đá nè. Rồi đây đây, chụp hình bông sen đấy. Rất là muộn các bạn. Ôi ôi bông sen không ơi. Ôi ở đây nhìn tổ bông nè. Qua wow, Nam Mô Di Đà Phật, được cái bông sen rồi. Bông sen. Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Dạ thì ngày hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những điểm sạt lở kinh hoàng ở vùng Thiên Cấm Sơn, đặc biệt là mặt sau khu du lịch hướng về Tà Lọt, nay đối diện với núi Dài. Thì đây là một cái nơi sạt lở hoàn toàn mới mà ngày hôm qua em có ghi hình cho cô chú xem. Thì cô chú biết á, là những cái hang đó là một cái nơi chứa đựng nước từ bên trên đưa xuống, những cái cơn mưa lớn thì sẽ hút đưa ra bên ngoài để tạo những cái vùng đất mềm sạt lở ở núi cấm của mình. Rồi thì những cái hang đó em sẽ làm cho cô chú xem cận cảnh và ở một cái video tiếp theo. Ngày hôm nay em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành trên đoạn đường này. Dạ thì cô chú nhìn thấy xa xa đây chính là những cái cục đá mà từ tuốt ở trên cao đưa xuống để tạo thành một cái hình dốc như thế này, hơn 45 độ, rất là đặc biệt luôn. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn thấy một cái dốc như thế này mà bây giờ chưa có ai đặt chân đến hết trơn á, bây giờ leo lên là cũng rất là khó luôn, phải tìm cách cô chú, tìm cách để mình leo lên. Dạ thì cô chú nhìn thấy sau khi sạt lở ra nè, đá là toàn màu vàng có nè, màu đỏ có nè, đá đây rất là ngộ luôn và tạo thành những cái cấp bậc giống như là mình nếu có một cái bàn tay nhân tạo vậy. Và đây là một cái gì vậy ta? Đây nè. Nam Mô Di Đà Phật ạ. Dạ cô chú anh chị và các bạn yêu mến tụi em, thương tụi em thì cho tụi em xin một like, một đăng ký kênh để tụi em có thêm động lực chia sẻ cho cô chú xem nha. Dạ em xin mời cô chú nhìn cái này đây. Đá gì mà ngộ vậy chàng. Rồi tiếp tục. Em đã leo lên một cái đỉnh này cô chú. Một người bạn này. Đây đây. Chưa nghe. Ồ, cái này gì mà nó dính vô trong cái đá luôn ta. Không được, đâu dính đâu em. Dính lên. Hả? Anh quay cái máy kia cho mọi người xem luôn rồi. Nó dính vô sao ngộ ta. Dính không gì đâu, đây. Đó. Thôi à, giống như là bị đá đè lại đó. Đè. Đè được, tại cái này là giống như kẹt mà nó dính vô mà. Đè lên đi, anh thấy gió hiu hiu mấy cục đá trên kìa, nguy hiểm lắm. Nó mọc xiên đá. Xiên đá luôn. Thấy một cái nơi khác. Ê, dưới anh thấy con gì kìa. Cái nó đó. Hả? Nó đó. Chim. Kìa cô chú nhìn thấy cái cây đó kìa. Cây đó giống như là có một cái người lấy cái máy, cái búa hay gì á, đẻo ha. Ừ. Bằng gan luôn. Quá khứ rồi. Quá xa rồi. Nơi này là nơi nào vậy ta? Em có hình dung được nơi này nơi nào không? Không biết nữa. Không mà những chuyện nó trống rỗng không ta? Ừ. Trống vơi, trống vắt ở trên. Em. Em nghe cái tiếng gì không? Ta? À. Cái này muộn quá quạt, muộn quá quạt, tụi em cũng leo từ bậc đi lên. Cái này ghi hình cho cô chú xem, ở đây có một cái tảng đá rất là to luôn nè. Ở đây có một cái ống nước nè. Ống nước này của người dân quá, nó cuốn trôi ở đây được đúng không? Nè. Đúng rồi. Đúng rồi nha. Ôi, trên đó nó có một cái lỗ kỳ ta. Nhưng mà cái dòng sấy vậy, cái đó giống sấy ở trên nước sấy xuống á. Là một cái hố á. Đá này lớn lên em ơi. Đá này lớn lên. Sao anh biết?
Sao mấy bữa đó anh quay cho bà con xem này giống nữa rồi nè. Nè. Này là lớp cái lỗi bên trong mà bây giờ lớn lên nó bung đá ra lên ngoài nè, đúng không? Đúng không nè, đây nè. Cái này là hiện tượng lớn lên nè. Lớn lên mới lòi ra bên ngoài nè, đây nè, đúng không? Cái này là cái lớp áo bên ngoài, giống như cái trái dừa mình vậy đó. Dạ. Một khi lên rễ rồi sẽ bung qua bên ngoài, đá này đá lớn nè. Đá sống nha. Hồi xưa nghe nói bà con nói là đá sống đúng không? Mà đá thực chất có sống không? Em không định nhưng mà em cũng nghe như là một vài cái thông tin là cũng có. Ở cái gục này nè các bạn. Rớt xuống bây giờ là sao vậy ta? Các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ ngắt hả? Đúng không? Gì vậy? Tích vô cái gì? Anh ấy mạnh lên coi. Nè, đâu có nổi đâu. Sao kỳ vậy? Dính nào? Con làm thử coi. Hít vô cái gì hay là sao? Giống cái này gai. Hít. Đó nè, hít. Ngộ ta. Rồi, không làm mày. Hít vô hả? Ừ. Ừ mà anh coi nghe cái đầu kìa ngộ không? Ừ, cái này là bóng mới luôn nè. Ừ. Cái này chắc là cái gì đó nha, không phải đơn giản hả? Con nằm đó không coi. Ăn đá đặc biệt ta. Ôi nè. Quá lớn này. Ồ trên đó có một cục cá bự quá bạn. Hết sức kìa. Cục đó chắc vô mới lăn quá. Biết đi đường nào nữa. Hả? Ây da. Ê cô chú, tụi em leo lên tuốt cao nè. Biết cô chú nhìn nó thấy rõ không? Đây có những cái tảng cây. Đây, những cái dây leo. Ở trong xa xa đó, em thấy cái gì đang đen trong đó. Ở đây là một cái nơi rất là linh thiêng cô chú. Ra dùng thiện cấm trơn mà. Em không có dám nói gì, nói nhiều giỡn ngốc tới đâu cô chú. Sợ quá. Đây, có một cái tảng đá. Nứt kìa. Em qua đó quay cho cô chú xem. Cái nơi này là nơi nào mà không phải không? Thấy ai chia sẻ khu này ta? Trời ơi. Ở đây có một cái cục đá. Em ơi. Ui. Qua đây quay này ngon nè. Qua đây quay này ngon nè. Ngon lắm. Dạ, cô chú anh chị bạn nhìn thấy ngộ nè. Cái tảng đá này nha. Cái tảng đá này giống như là mình lấy hồ keo dán lại ra. Đây. Cái này mình suy nghĩ như thế nào ta? Nếu thông thường là đây, cô chú nhìn thấy nè. Này giống như là một cái chiếc thuyền hay như thế nào á. Đây. Đang quay dưới lên cho cô chú xem nha. Ngộ lắm cô chú. Đây. Để mà ngừng máy em chụp hình cái quay cho cô chú xem tiếp. Cái gì hết? Em thấy ngộ không? Đúng rồi. Cái này nè. Cái này là màu đen đúng không? Ừ. Cái này màu đen mà cái này màu xanh, cái này màu vàng. Mà hai cái này dính lại với nhau. Ừ. Nó sẽ tăng đá hình ngộ nữa nha. Em thấy giống như keo không? Nè. Dạ. Em quay kỹ kỹ từ gốc cho bà con xem đi. Ngộ lắm. Mà chỉ cái này thôi nha, ngoài quá. Ngộ lắm luôn á. Dạ. Giống như là keo hít với nhau á. Giống như là nó gì đen đen đó. Rồi ở đây nữa nè. Quá chừng rồi cô chú ơi. Anh đang đi ra đầu nguồn á. Em né ra. Như cái bảng này. Ở đây thì bây giờ em thấy là độ cao cũng rất là cao. Ở đây là từ đây so xuống mặt đường là khoảng cỡ độ cao gần một cây số cho em. Chứ không tới đâu, khoảng cỡ 800 mét đâu. Cao lắm anh, xa lắm anh, đi nhiều lắm mà. Em đi em thấy quải luôn rồi đó. Ở đây có một cái tảng đá liền nè cô chú. Em, tảng đá này gan như lỗ nồi luôn nè em. Nè. Nhiều cái lạ lạ không? Bên này nó đá lạ không ta? Nè, y gan cái cục nào lộ nội không? Nhìn thấy khác bà không? Ừ, nghe tôi lôi ra. Thấy không? Đây. Trời ơi. Nè, cô chú chị. Ồ. Cái tảng đá trên nhìn kìa, cái ngộ nữa
Cái này như vậy là cái cục này không phải ở đây em ơi. Cục này không phải ở đây mà tuốt ở trên cao được luôn. Ở trên bay thẳng xuống luôn. Thế nào em nhìn ở đây đâu có cái dấu hiệu gì đâu. Đâu có cái dấu hiệu nào mà ấy lại với nhau đâu. Không có chỗ nào mà khớp nó đúng không? Đúng rồi. Lại trên này xuống. Cái này lớn lắm ạ. Mình sẽ đi rừng này. Rồi giờ em đi lên đó trước đi. Anh đi sau anh quay cho bà con xem. Né né không bên. Nhìn cầm cái này. Anh cầm mình quay luôn. Để mới thấy được chứ. Xuyên khó đi lắm ông bà. Quá. Em đi qua bên phải á. Anh nghĩ là phải dựng theo cái cây đó đó. Chui lên. Cây không được nè. Ôi, thấy không? Được. Lên né rồi. Lên này khát nước quá em. Bỏ chai nước chưa rồi. Em lên dốc luôn được không? Cái đó hơi hẩm kìa. Có chỗ chịu không? Quá. Cái cây khô á. Cái cây khô đó chừng chịu em làm được đó. Em đi thử coi. Chỗ này em thấy đá mà giật nó bò heo lắm anh. Nguy hiểm á. Sau lưng em có cục nằm xuống rồi kìa. Anh bây giờ mới nguy hiểm nè. Anh cầm máy anh quay cho em rồi bây giờ anh làm sao lên đây nè. Để em đưa lên đây một cái đi, chút lên lấy lại. Nè em để anh cái đi. Rồi em lên đó đi, anh lên tới. Không có cái chỗ bám trụ gì hết trơn vậy ta. Mình giữ nha. Hả? Nãy em lên sao gọn quá chị. Nãy em lên em nắm em chèo mà. Giờ mình nhảy lên mới có điểm tựa mới được. Không có điểm tựa là hiểu luôn rồi đó. Ê, Nam Mô gì đó Phật, gió. Gió dữ ta. Dạ, Nam Mô gì đó. nghiêng luôn nè. Nghiêng luôn nha. Nam Mô gì đó Phật. Kìa, cho bé thằng đá nó nứt ra kìa, nó muốn hút cái đó ra kìa, nó không thể ra. Miếng thể ra, bạn, nó nè. Để đá nè. Rồi tiếp tục đi em ơi. Đưa cái máy của em đưa anh quay cho bà con xem. Em giờ em lên trước đi được tới anh. Đúng rồi, phải chuyền dưới được. Xích dây vậy luôn rồi. Thả trực tiếp. Ở trên có mấy cái tảng đá trên cao nữa các bạn. Đây anh, có một chỗ này em vừa cũng dây dày nhìn thấy dốc bằng chân quá vậy. Quay qua đây coi. Hả? Anh thấy cái này không? Cái tảng đá này nè. Ê, sao nó dính luôn ha. Lên không? Rồi bây giờ em lên đó kìa. Lên cái cây. Cái này chắc không anh? Anh nghe. Hên xui. Em lên trên cái khắc đó ngồi đi rồi anh lên tới. Trên có một lẫn đó. Lẫn đó bự nữa nè. Trên luôn hả? Ừ. Cái này như lóc anh ở trên nó tiếp luôn. Lẫn đá này to quá rồi thôi ha. Em lên trên cái góc đó thôi. Đừng đi xa quá. Nhóng lên đi nữa đi. Nè em bước lên cây này hả? Dạ. Cây này sao an toàn nội? Bởi vì nó trơn lắm, nó ghê lắm á. Cây này dễ rồi. Ơ cây này. Nó gá vô à, nó tuôn dưới đó. Anh nó bám trên đá này nè, phải nắm ở trên đá này nè, anh nắm đu lên. Nhưng mà cây này bước lên được không? Dạ. Cây này bước lên được không? Em không biết nữa, được đó, chắc được á. Ổn không anh? Không có cái điểm chụp ấy nó mua gì trời Phật. Này các bạn, tụi em phải đứng nha. Cái đôi dốc như thế này. Em cầm máy cho anh ơi. Quay lại. Quay lại bóng mình khác. Lên nhìn mặt ảnh kìa. Đây gió dữ ta. Đây gió mạnh luôn á. Làm như trên cao á.
đấy đúng không? Rồi những cái tảng đá. Ngừng tí đi quay thôi. Ngừng tí đi, nghỉ bạch tí ra. Dạ thì bây giờ tụi em cũng đi lên được một cái điểm này. Hình như có mây bay ngang luôn nè cô chú. Mây. Em thấy là như có mây lạnh 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 đi cô chú, nhìn thấy xa xa nè. À, mây nè. Gió thổi rất là nhiều. Đây rừng cây không ạ? Trùng trùng điệp điệp hết trơn. Chắc này tụi em đứng ở đây gì chứ khi mà tụi em đi xuống rừng á cô chú, băng qua những cái đoạn đường này đi xuống thì tới hồ à. Nói từ đầu dẫn ốc tới đó luôn, nhưng mà xuống còn phải làm video đăng cho cô chú xem nữa. Bởi vì rất là tối luôn. Cô chú anh chị và các bạn thương tụi em thì nhớ đồng hành cùng tụi em nha. Đây hồi nãy tụi em đi xuống à, đi từ đường đó lên. Từ đường đó lên. Sao anh cứ dẫn ốc hoài rồi Thương ơi? Không biết nữa, sao cứ dẫn ốc hoài luôn nè. Nè cô chú, không biết bị gì nữa. Quá gió luôn cô chú. Rồi thì bây giờ mà tất cả đã cô chú anh chị và bạn cùng với em đồng hành lặng lặng lên trên. Ở đây rất là ngộ luôn cô chú. Đây, cái vùng đất này là như thế nào á? Dạ. Nè, em móc vào cho cô chú xem được rồi nè. Nam mô Di Đà Phật ạ. Đây nè cô chú. Em tưởng đâu à, cứng nhưng mà thực chất là không có cứng nha. Có một cái lớp áo ở bên ngoài. Đây, ở trong toàn là đồng đen như thế này. Anh đã khởi ra được một cục nè em. Anh khởi ra được một, các cô chú nói là đây là mắt rồng. Mắt rồng, nhưng mà cái âm thanh ngộ vô cùng luôn á. Cái âm thanh rất là trong và thánh thoát luôn. Em nghe nè, kỹ nè nha. Nghe nè. Đúng không? Mà không phải một cục đâu. Nằm ở trong này tròn quay luôn nè cô chú. Nhiều lắm hả? Cô chú nhìn thấy tròn quay luôn, toàn là đá nha chứ không phải đất nha. Nè, em nhìn nè. À, đây nè. Cái này nè, nó giống như là nó nở, nó xanh, nó ra vậy đó ha. Ừ. Giống như đá xinh, đá nó sống. Nhưng mà cái dùng chỗ lở này ngộ lắm nè. Nè, đây con cục nó vừa trôi ra đây vậy nè, đúng không? Ừ. Nè. Ngộ lắm. Ừ. Cái này em khử ra được đây nè, nè, nó tròn tròn gì luôn nè. Ừ. Nó coi chừng, em khử ra được luôn á, được không? Ừ, đó, nó ra đó, ra đó. Không không ra nhé hả? Nè, ở đây cũng rất là nhiều rồi đúng không? Đây nè, đây nè. Ủa đây nữa nè. Mắt rồng hả? Ừ. Ngộ coi. Các cô chú nói là mắt rồng. À. Đây có hồ đá đẹp quá. Đâu? Nè. Ừ. Chiếu ha. Ừ. Ở đây sao toàn bộ là gì không vậy ta? Ừ. Cái này nói cái này là gì, giống như đồng đen nha anh kha. Hả? Cái tảng đá bự này nè. Tảng đá này hả? Tảng đá to này, thấy cái màu ngộ lắm. Anh kha. Gõ nghe âm thanh nè. Nhưng mà cục này em rất là thích rồi nè cô chú. Cục này em khử ra là cô chú nói là mắt rồng nè. Em khử ra đập nãy giờ luôn nè. Rồi quay qua đây coi. Nè. Thấy không? Cầm nặng lắm bộ. Đúng không? Cái đá này nó xuất nha, cho phải nó dính. Anh ra cái chỗ tảng đá này thì ghê quá. Đứng cặp lên. Nó bập xuống một cái là lụm à. Rồi lùi ra đi em. Cái này là đá sạc đó. Này đá tròn tròn nguyên cái mà thấy không? Ở đây sao tròn 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 không ha? Nè. Đá tròn 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 không à?
giống như gan dậu hổ mình quay cho bà con xem vậy đó. Ừ. Em nghe cái tiếng gì ngộ quá. Hịch 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 hịch. Tối quá giờ không biết nói gì nhiều với bà con nữa. Mình nghĩ nữa. Em khép lại video của mình tại đây quá. Em sợ quá. Bây giờ cũng chảy lắm rồi, em phải đi xuống nữa. Chứ bây giờ một khi lên đây thì rất là khó tìm luôn các bạn. Tại vì bây giờ đi xuống rồi mai đi lên nữa. Không đường đi gian nan. Ở đây có những cái tảng đá ngộ lắm cô chú. Không hiểu như thế nào luôn. Xin cảm ơn bà con mấy anh chị em chúng ta đã xem video của Hoài Thương ha. Thì đến đây cho em khép lại video của anh Khai. Sao ạ? Tối hay vậy em sợ gì? Tối mà bây giờ trên này gió nghe thì ghê quá. Thành của em lên đầu nguồn luôn mà không lên hả? Tới nè. Thôi vậy được rồi. Bây giờ em khép lại quá. Bây giờ xin chào lại mọi người chung với chúng em á. Rồi em đi với thằng anh em bây giờ nó xuống rồi em cũng xuống luôn các bạn. Thì bây giờ trên đường dễ lắm rồi. Trên đường mấy giờ gì vậy? 6:15 rồi. 6:15 tối rồi. 6:15 rồi mà bây giờ. Là không biết cái 8 giờ tới không nữa. 6:15 mà bây giờ tụi em phải băng qua khu rừng nữa. Ở ngoài này là tụi em đang đứng ngoài trời coi chú. Đây cô chú nhìn thấy mây sắc bên luôn nè. Em nhìn nhìn. Chân số luôn ha. Kìa kìa phải phải cục mây sắc bên không? Đúng rồi. Đụng chút xíu gần này đụng luôn á. Ừ. Đây là cô chú nhìn thấy mây không? Mây sắc bên tụi em luôn nè. Nhưng mà ở đây thì còn hơi sáng sáng nha. Thì mà một khi tụi em xuống dưới đồng bằng với đi băng qua khu rừng thì rất là tối luôn. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Dạ thì tới đây em mời tất cả cô chú anh chị các bạn di chuyển về những buổi lễ ở miền Tây của chúng ta, đặc biệt là lễ của cô chú người Hoa, là lễ cúng cô hồn đó cô chú, rất là hay và hấp dẫn luôn. Rồi tới đó em sẽ ghi hình chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem sau những buổi lễ của mình, đặc biệt là hết tháng 7 này thì tới tháng 8 là lễ rất là lớn như lễ của Đức Phật tại Tây An, rồi lễ hội yến Duy Trì Cung, rồi lễ của Nguyễn nữa. Trong tháng 8 này là ba lễ lớn rồi cô chú. Em sẽ trở về sở trường của mình để ghi hình và chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Dạ thì em cũng hy vọng rằng tất cả cô chú cũng đồng hành ủng hộ và xem hết video của em, cũng như là ủng hộ cho em đến suốt chặng đường là chinh phục những nơi khám phá hành trình kỳ bí ở vùng Thất Sơn Màu Nhiệm, để mình có thêm thu nhập phát triển kênh của mình, để trước là để thu nhập phụ lo cho gia đình, sau là em sẽ tu sĩ để làm phước. Rồi thì bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Đây là một cái nơi khá là đặc biệt luôn. Ây da, anh mô gì là Phật. Ủa, như sao mình đi đường này ta? Chưa, để anh với, để anh với. Sao mình xuống ngay vậy? Dạ. Dạ. Nhận trên hộ gạo nè. Chưa, từ từ để anh với. Chú này nè. Trong đêm đó à? Này cũng dễ đi mà. Đây nè. Ô qua bên này dễ đi không qua. Nó nhìn thấy ghê. Không có nào dễ hết chứ. Ờ có tảng đá ngộ nè. Ôi tảng đá. Đá gì mà. Bữa nay mình đi hơi tối á, không thấy được ánh vàng lấp lánh ha. Dạ. Này ra. Nè gà, nó mù gì đó Phật. Cái gì vậy? Chịch cục đá kìa. Sao qua đó vậy? Bước xuống cục đá này nó chịch luôn á. Ôi, ở cục này tròn nè cô chú. Tròn quay luôn nè. Anh lăn cho nó nằm yên lại nha. Anh Khai coi cục đá này đi ha. Cục đá kìa. Đá này giống như là bị đất ăn nha. Hả? Cục đá này giống như cái bông sen vậy hả? Không.
Hả? Lại mà coi nó giống giống cái bông sen, như là giống cái đầu gì hay sao. Quá, wow, y gan cái bông sen luôn. Cái vòng quay mà. Wow. Cô chú nhìn nè, tưởng tượng y gan như là cái bông sen cô chú. Hỏi cái này là cái gì đấy ta? Gì? Hả? Cái khúc cây. Cái khúc cây mà thành bây giờ thành cái đập luôn vậy hả? Cái khúc cây nó bự lắm á, cây này anh ơi không biết cháu không nữa. Có cây nè cô chú, cái cây chà bá hình luôn à. Ông bà cô bác ơi. Thành một cái đập. Dạ, đặc biệt ở đây cô chú nhìn thấy những cái tảng đá nè. Ồ, đây chụp hình cho bà con xem cái. Trời ơi, ngộ sức nha. Trời ơi. Bà thấy dẹp giống giống gì không? Dẹp. Hả? Không, anh thấy cái bông sen. Bông sen à. Ừ, anh thấy bông sen, để quay cho bà con xem cái. Đây là cái bông sen. Về hướng kia nhìn thấy khác nữa. À, dạ, anh là môi vậy nè bà. Hướng bên đó anh thấy nó khác nữa đó. Rất là muộn hả bạn. Ôi ôi bông sen không ơi. Ôi ở đây nhìn tổ bông nè. Qua wow, Nam Mô Di Đà Phật. Được cái bông sen rồi. Cái bông sen. Nam Mô Di Đà Phật. Hay quá. Dạ cô chú anh chị bạn nhìn thấy nè, giống như là một cái, cái này là giống như là một cái bệ tọa sen của Đức Phật đứng vậy đó. Hoặc là mẹ Quan Âm ngồi vậy thương. À thấy ngồi. Đúng không? Cái này nó cá cá trên đó anh. Nó còn dịch chuyển dưới được. À rất là may mắn các bạn. Hôm nay tụi em đã tìm được một cái này kêu bằng là trong cái sự may mắn, rất là may mắn trong chuyến hành trình mình tìm được vàng nè, đúng không? Yeah. Đá quý nè. Yeah. Tìm được mắt rồng nè. Yeah. Cái đó là cô chú nó thôi nha. Rồi những cái quá thạch mà mình không thể nào nó được, nhưng mà hôm nay đặc biệt tụi em đã tìm được một cái tòa sen nằm tại đây. Mà anh thấy ngộ nó cứ viết vô, thấy nó là lạ hay sao? Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Quay kỹ lại cho bà con xem cái này đi. Để nhiều khi mình đăng lên cái bà con nói mình đồng thổi nữa. Quá đẹp rồi. Trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật ạ. Anh cảm ơn em rất là nhiều nha. Em không thấy luôn cô chú. Tại vì đi qua đi lại cô chú nhìn thấy nè. Cái tảng này đúng ra là... Cô củi cái này thử này, nó dưới thấy gì không? Đâu em. Này đúng không? Giống giống như là gì vậy ta? Cái này là nằm trong đất em ơi. Trong đất. Ủa cục đá này sao nằm đây vậy chàng? Nam Mô Di Đà Phật. Không để để lên trên cái. Đây em ơi kỹ lại cho cô chú xem nha. Hôm nay hôm nay tụi em cũng rất là may mắn cô chú, tại vì tụi em cũng xuống về chắc này cũng muộn lắm rồi, gần 7 giờ rồi hả? Ừ, tối lắm rồi đó. Bây giờ tụi em tụi em đang ở trên này gần mây, nhưng mà cô chú nhìn thấy một cái điểm sạt lở nè, cô chú nhìn thấy lên trên nè, hải hùng ở trên này nè ha đó, nhưng mà sạt ra không biết như thế nào. Đây một tảng đá, một cái gương sen, chắc chắn là nhắn nhủ cô chú cũng như là mình ghi hình những cái thước phim này chia sẻ cho mọi người, để mọi người chắc chắn là gắng tu hành tinh tấn hơn. Đây là một điều quyền bí mà ở trong đá sau khi sạt lở thì trôi ra một cái tảng đá như thế này. Mà thấy này nó đen đen ta, ngộ ta. Ừ nha. Ừ, nó đá mẻ ra mẻ ra, nó mẻ ra hay gì đó. Cái đó anh gõ hồi nãy ai gõ hay là sao? Đúng ra là trôi xuống dưới luôn mà là mình đâu thấy được vậy thương. Xuống rồi đây. Đúng không? Phải nằm ở dưới kìa. Xuống gì đâu. Ừ. Thì tự nhiên nó dính ở đây à. Để anh lấy lớp gì này coi. Bụi ngoài đừng có gỡ. Nó bụi lắm. Bụi các bạn, trên này bụi. Tại vì đất nó đóng vô vô. Đây, ở trên này bụi các bạn. Nhìn tảng đá này, ngồi thiền đây đã lắm ha. Đừng ngồi cái tảng đá này. Cái tảng đá này là y gan như tảng đá của Đức Phật mà trong cái mấy cái pho tượng mà trên núi á, trong chùa á em. Dạ. Đúng không? Em cảm giác giống không? Ngồi đúng rồi, giống người ta làm mấy cái tượng á. Ừ, mấy cái tượng ngồi rồi tổ bò sen rồi đúng không? Dạ, cái tổ sen ở dưới. Nam Mô Di Đà Phật ạ. À. Đó, giống như là cái gì, cái gương, cái hạt á. Ừ, đúng rồi. Cái nấm nấm hạt hạt á. Ừ. Đàn ơi, mình tính xuống rồi đó em không nói là anh xuống luôn rồi đó. Mà cái này nó ngộ cái không dính đâu chứ mà nó dính vô đây nè, mà trong này liền tẩm ở dưới. Chắc chắn là để đây cho anh em mình lên để ghi hình cho bà con xem. Đúng không? Đúng rồi. Trong cái chuyến hành trình đợt rồi từ hồi đợt sạt lở tới bây giờ là hơn 10 ngày rồi. Dạ. Đợt này là anh thấy đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất luôn á, không phải tìm thấy vàng, không phải tìm thấy một cái gì đó quý giá, nhưng mà cái này còn quý giá hơn cả vàng nữa. Ủa anh, mà sao cái này nó có nước ta? Hả? Sao cái này động nước ở đây nhiều quá ta? Có nước không em? Có. Nếu có nước là chắc chắn là đây là một cái tòa sen rồi đó em ơi. Tại thường thường tòa sen thì hay liên quan đến đến Quan Âm, hạnh của Quan Âm. Nam Mô Di Đà Phật ạ. Đây, thằng đá này rất là đặc biệt luôn nè cô chú. Chắc chắn là nếu mà mọi người mà gành về đầu đá đem về dưới là chắc chắn tảng đá này. Không, nếu mà đem về đồng bằng là tảng đá này đắt tiền lắm luôn em. Dạ, tại tảng đá này không phải là điêu khắc mà là tự nhiên. Tự nhiên mà nó hình mắt nghe đã thiệt cổ. Nhưng mà em nghĩ không? Em nghĩ không là tự nhiên thì chắc chắn là cái gì cũng sẽ rất là quý. Dạ, đúng rồi. Nếu mà đục đẽo là không nhân tạo là không quý. Dạ. Dạ. Bây giờ quan trọng mình đi xuống. Trời ơi.
Nam hoa gì là bạc. Ôi nhìn cái này đẹp quá chừng luôn, anh tính quay cho bà con xem hoài luôn á. Em quay nó giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Rồi thì bây giờ tụi em xuống nha cô chú. À cũng rất là muộn rồi. Em cuối cùng đi đến cái điểm này thì em muốn ở đây quay cho cô chú xem hoài luôn cái tảng đá thật là đẹp. Một cái tòa sen. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Tụi em phải về đây quá trời khó rồi. Đây các bạn. Đây là con đường tụi em đi ở bên kia. Nhà tốt bên kia kìa. Bây giờ mình vừa đi mình vừa tâm sự với cô chú đi cho nó cho đỡ giống như có các cô chú đang theo dõi mình, đang ủng hộ mình á em, hiểu không, hiểu ý nó không? Trời ơi, nó thấy có một cái cây quá lớn luôn kìa. Rồi thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn đi xuống trên con đường đi xuống, mình cùng trò chuyện, cùng đồng hành. Dạ thì trong thời gian qua em đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn hình như là cũng gần trọn vẹn những cái chuyến hành trình thám hiểm ở vùng Thất Sơn, vùng Bảy Núi. Thì bây giờ chắc có lẽ là một hai cái video nữa em cũng khép lại hành trình tại đây. Em sẽ trở lại chủ đề chính của mình, đó chính là chia sẻ lễ ở miền Tây cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Dạ thì lúc mà em mình thành lập kênh đó cô chú, cho đến mà kênh của em được phát triển cho đến ngày hôm nay thì là những cô chú đầu tiên đã ủng hộ em. Thì đến ngày hôm nay các cô chú cũng rất là mong muốn em trở về để ghi hình chia sẻ những buổi lễ ở miền Tây mình, thắt chặt về tình hữu nghị để phát triển cho đất nước Việt Nam mình, đặc biệt là ở miền Nam. Và nếu mà ở trên đất nước Việt Nam mình mà có những cái biến cố gì lớn thì em cũng sẽ chia sẻ cũng đến ghi hình cho cô chú xem. Nhà này thì em mời các cô chú anh chị các bạn cùng đi cùng nói chuyện để mình có thêm sức lực đó cô chú, cũng như tiếp lửa cho mọi người. Trên đường xuống em thấy có ba cái gì nè, này là ngải hàng ngày ta, ngải bún hàng ngày, ngải bún hàng ngày, ngải ha. Ây da, Nam Mô A Di Đà Phật. Một giấc mơ màng, một giấc say, tần trần ai rải đã xa phiền lụy, ráng bước qua trùng kẻo nữa hoài. Nè các bạn, thì tụi em cũng xuống đến chỗ rồi. Em lấy xe về. Gửi tiền các bạn thương ơi. Gửi cho bà 20 ngàn nha. Gửi cho bà tiền đi. Bà ơi, cho con lấy xe bà ơi. Dạ, con cảm ơn con nhiều. Ôi ơi, vui quá. Hết thấy đường luôn rồi. À, chào con nha. Thấy đường không con nhìn. Con đi lên tới trên chỗ sạc cho. Xa lắm. Dạ. Ôi, tới hù luôn rồi, không ai thấy ai hết. Ôi ôi. Ôi đèn. Dạ, đèn đâu, đèn đâu. Ôi ôi, tới hù luôn nha, bà đang làm gì vậy? Chưa điện. Ôi. Thôi con về, em về nghe chị. Về anh đó. Về mở Cần Thơ. Ừ, vậy nghe không? Dạ.